Phú Quang xin giới thiệu đến mọi người một con lan mới của Samsung. Sở thiết tiêu tự này là tiêu tự là 2470F2.8 cho Sony. Tiêu tự này thì chắc là không còn xa lạ gì với mọi người nữa. Tại vì trước đó thì tiêu cự này đã có ở trên con Sigma 2470F2.8 hoặc là con Tamron 2875F2.8G2. Rồi bây giờ mình xin mở hộp để mọi người cùng xem cái ngoại quan của nó ha. Hãng thứ ba đi sau cùng sản xuất cái tiêu cự này thì có những cái gì mà nó hay ho hơn ở hai cái hãng trước ha? Catalog. Rồi trong full box của nó thì sẽ là có con len và hút. Và có một cái túi đựng len nữa ha. Rồi mà tôi được dùng xem ngoại quan nè. Thì ở cái câu này thì nó sẽ có những cái điểm mạnh gì so với hai cái con len ra từ trước ha. Đầu tiên là về cái ngoại quan này, ngoại quan thì nó sẽ có cái phần nút mod này, mod 1 và mod và mod 2. Thì có lẽ là cái này mình có thể chỉnh ở trên body được để mình gắn vào cái này được nha. Khoảng cách lấy nét tối thiểu ở con len này là 35cm. Thì nó sẽ khá là phù hợp cho những bạn mà chụp đồ ăn. Và con lens này á, thì cái chức năng chính của nó là để mình chụp, tại vì nó là lens zoom và góc của nó khá là rộng, cho nên là mình có thể mình chụp được phong cảnh, chụp chân dung và mình có thể mình chụp nhanh, giống như là mình chụp street light chẳng hạn. Và con lens này tại sao nó hot? Tại vì nó là con lens đa dụng và nó phù hợp với 90% nhu cầu của người sử dụng. Và có một cái điểm đặc biệt của con lens này là nó có thể giữ focus được khi mà zoom. Những bạn quay phim á thì rất là thích cái tính năng này, có nghĩa là khi mình đã focus vào rồi và mình zoom lên thì nó sẽ không bị nhảy focus ra chỗ khác, nó vẫn giữ đúng cái đối tượng đó. Tiếp theo là cái phần motor lấy nét. Motor lấy nét thường của con mình là siêu êm và siêu nhanh, có nghĩa là khi mình lấy nét hoặc là mình khi mà mình quay phim á thì nó sẽ không gây ra tiếng ồn và ảnh hưởng đến cái thước phim của mình. Khi mà mình quay thì nó sẽ có thêm một cái phần nữa là giảm rung lắc. Lens Samyang 2470 thì con này thì hàng luôn có sẵn tại Phú Quang và sẽ có giá tốt nhất cho mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.